Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến trưa ngày 13 tháng 10, trên địa bàn, 75 điểm trường của 39 trường học bị ảnh hưởng do mưa lớn, khiến trên 2.000 học sinh của các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải nghỉ học. Theo đó, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, tại nhiều địa phương vùng trũng của huyện Hải Lăng, mưa lớn khiến nước bắt đầu dâng cao. Để đảm bảo an toàn, các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tại một số điểm trường, nước tràn vào sân trường cao từ 20 đến 60cm và có chiều hướng dâng cao. Thầy Trương Văn Mẫu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hòa cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ chiều ngày 12 tháng 10, trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Hiện nay, trong sân trường, điểm sâu nhất ngập từ 50 đến 60cm và đang có chiều hướng dâng lên. Nếu tiếp tục mưa to, tối ngày 12 tháng 10, nước có nguy cơ ngập vào trong các phòng học. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trường đã huy động lực lượng dọn dẹp đồ đạc, kê cao sách vở, dụng cụ, trang thiết bị dạy học, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi nước lên. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi các đơn vị, trường học yêu cầu theo dõi, ứng phó với tình hình mưa lũ. Lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, trường học thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động nắm tình hình thực tế mưa lũ trên địa bàn. Đồng thời, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ lên cao, cũng như thông báo cho học sinh trở lại trường khi tình hình mưa lũ không còn tiếp diễn phức tạp. Theo Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến nhiều địa phương xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng và vùng ven sông suối. Các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi, các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ, khu vực miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Vĩnh Linh, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng. Công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Công điện nêu, vừa qua, tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới, khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhất là tại miền Trung, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa lớn với lượng mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm và còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng thấp, ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Hiện nay là thời điểm thường xảy ra mưa bão tại miền Trung và Tây Nguyên. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn, có phương án hỗ trợ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt. Chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại.
tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt, đồng thời hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo chức năng quản lý nhà nước, được phân công phối hợp địa phương, kịp thời chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, an toàn cho giáo viên, học sinh tại những khu vực bị ngập lụt. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin, chủ động hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trước đó, Bộ Công an có công điện về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung, gửi Thủ tướng các đơn vị K02, C07, C08, C10, H01, H02, H03, H04, H06, X04, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện công điện số 950 CDTTG ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai. Hai là công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình liên quan đến mưa lũ để kịp thời ứng phó, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai, vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, hướng dẫn phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Ba là thực hiện tốt công tác 4 tại chỗ, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm, các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ kéo dài nhiều ngày. 4 là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và lực lượng công an cơ sở là lực lượng chủ công trong công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các lực lượng phương tiện của công an địa phương, các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống. 5 là chủ động rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút.
tập trung nắm, trao đổi, phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là các công trình có khả năng tác động, ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố, kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 6 là đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, khả năng ứng phó khi có sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. 7 là các đơn vị chức năng của Bộ K02, C07, C08, C10, H01, H02, H03, H04 sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết, có phương án bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, trước tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Riêng đối với 1H06, chủ trì hướng dẫn các bệnh viện, cơ sở y tế công an, các đơn vị địa phương sẵn sàng các cơ số thuốc men, y tế, triển khai các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích trong và sau thiên tai. 2H03 C08 chủ động rà soát các phương tiện thủy, đặc biệt là phương tiện thủy đặc chủng nhằm đảm bảo điều vận phó kịp thời các khu vực ngập lụt nặng để chủ động tổ chức cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 8 là tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo bộ đến công an các đơn vị địa phương, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về bộ theo quy định qua văn phòng bộ, số điện thoại 0692341042, 0913555323. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.